Tiếp theo ở trong video này, chúng ta sẽ đi giải bài tập sau đây. Cho tam giác ABC cân tại A. M là trung điểm của cạnh BC. Bây giờ các em theo dõi ở trên màn hình. Thì khi đọc đề bài đến đâu, thầy sẽ vẽ hình minh họa đến đấy. Các em cùng lấy thước ra, chúng ta vẽ. Vẽ minh họa tam giác ABC cân tại A. Thì thông thường khi chúng ta vẽ tam giác ABC cân tại A, thường là em sẽ đi ký hiệu cạnh AB bằng cạnh AC và góc B bằng góc C. Tuy nhiên, các em đọc đề bài hết các dữ kiện và các em vẽ các dữ kiện còn lại lên. Nếu như mà các cái dữ kiện này nó không trùng với các cái dữ kiện chúng ta có ở cái câu đầu tiên tam giác ABC cân tại A này, thì chúng ta ký hiệu, còn nếu mà không thì lát ta ký hiệu sau. Bây giờ tạm thời góc B bằng góc C, rồi là AB bằng AC, thầy tạm thời chưa ký hiệu, chúng ta vẽ hình tiếp. M là trung điểm của cạnh BC. Ở phần A, chứng minh tam giác AMB bằng tam giác AMC. Thế thì em lấy thước em nối từ A đến M vào. Khi nối như vậy, chúng ta sẽ có tam giác AMB và tam giác AMC. Bây giờ em đọc tiếp đến phần B để xem hình vẽ có phát sinh thêm yếu tố nào nữa không. Từ điểm M kẻ ME vuông góc với AB. Đây, từ điểm M này em kẻ ME vuông góc với AB. Và khi kẻ thì điểm E thuộc AB. Rồi là kẻ MF vuông góc AC. Điểm F thuộc AC. Đề bài yêu cầu là chứng minh EA bằng FA. Và phần C yêu cầu là chứng minh EF song song với BC. Và em nối EF vào. Sau khi em đọc hết tất cả các phần ABC, em vẽ hết hình lên trên đây. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta ký hiệu một số ký hiệu mà đề bài cho vào. Ký hiệu đầu tiên là tam giác ABC cân tại A. Nếu như bây giờ em ký hiệu AB bằng AC thì em thấy là chúng ta không ký hiệu được. Nhưng mà ký hiệu góc B bằng góc C thì ký hiệu được, thì em ký hiệu ở trong hình này. Ký hiệu như này là góc B bằng góc C. Ký hiệu thứ hai đó là M là trung điểm của cạnh BC. Thì em ký hiệu hai đoạn bằng nhau, MB bằng MC. Tiếp theo đến phần B này, ME vuông góc với AB. Thì em ký hiệu vuông vào đây. Em ký hiệu phía dưới cũng được, phía trên cũng được. Em có thể ký hiệu phía trên này cũng được nhé, phía dưới cũng được, tùy các em. Rồi là MF vuông góc AC. Rồi bây giờ chúng ta đi nghiên cứu để làm từng phần một của cái bài này. Phần A, chứng minh tam giác MAB bằng tam giác MAC. Thì em thấy căn cứ vào các cái dữ kiện của đề bài cho thì hai tam giác này nó bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Hoặc là em có thể chứng minh bằng nhau theo cạnh góc cạnh cũng được.
Thì tất cả các dữ kiện đều có hết rồi, chúng ta chỉ cần liệt kê ra và giải thích thôi. Giờ em sẽ đi trình bày xét tam giác AMB và tam giác AMC. Hai tam giác này em thấy là có AM là cạnh chung. Tiếp theo chúng ta có cạnh AB bằng cạnh AC. AB bằng AC thì em giải thích do tam giác ABC cân tại A. Và cuối cùng chúng ta có BM bằng CM. Em giải thích do M là trung điểm cạnh BC. Như vậy hai tam giác ta xét có đầy đủ ba dữ kiện về cạnh bằng nhau. Từ đây em suy ra hai tam giác này bằng nhau. Theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Rồi như thầy nói ban đầu là ngoài cách này ra em có thể chứng minh nó bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh cũng được. Em có thể tham khảo thêm. Em có thể trình bày như thế này, cách khác. Đó là xét tam giác AMB và tam giác AMC có, chúng ta lấy cạnh AB bằng cạnh AC và cũng giải thích như trên, đó là tam giác ABC cân tại A. Và chúng ta lý luận góc B bằng góc C, cũng lý do là tam giác ABC cân tại A. Và cuối cùng đó là BM bằng CM, do M là trung điểm của cạnh AC. Như vậy hai tam giác chúng ta xét thì có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau, một cặp góc tương ứng bằng nhau, và đảm bảo cái cặp góc xen giữa hai cái cạnh bằng nhau này, góc là xen giữa hai cạnh. Thì từ đây em suy ra hai tam giác này bằng nhau. Theo trường hợp cạnh góc cạnh. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta nghiên cứu cách giải phần B. Chứng minh đoạn EA bằng với đoạn FA. Thông thường thì để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, chúng ta sẽ đưa về việc chứng minh hai tam giác bằng nhau. Hai tam giác đó chứa hai đoạn thẳng đó là hai cạnh. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi chứng minh cho tam giác AM bằng tam giác AFM. Chúng ta đi xét hai tam giác đó. Xét tam giác AM. Em thấy tam giác này vuông tại E. Em giải thích vì đề bài cho là ME vuông góc AB. Tiếp theo, tam giác bên tay phải, tam giác AFM. Tam giác này vuông tại F. Lý do là MF vuông góc AC. Đây, để bài cho phía trên này. Như vậy hai tam giác này đều là hai tam giác vuông. Chúng ta sẽ chứng minh nó bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Đó là cái cạnh AM này chính là cạnh huyền chung của hai tam giác này. Hai tam giác này có AM là cạnh chung. Ngoài ra chúng ta còn có góc A1 này, nó bằng góc A2.
Em nhớ là khi em làm bài thì em ghi vào trong bài làm và phải ký hiệu ở trên hình vẽ tương ứng của nó vào. Góc A1 và góc A2, lý do đó là hai cái tam giác bằng nhau ở phần A này, hai góc tương ứng của nó. Thì khi làm toán hình thông thường là phần sau sẽ dựa vào phần đầu để chúng ta làm. Vì tam giác AMB bằng với tam giác AMC. Rồi đến đây em suy ra hai tam giác này bằng nhau. Theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Và từ đây em suy ra hai cạnh tương ứng bằng nhau. Đó là EA bằng FA. Hai cạnh tương ứng. Ngoài cái cách mà chúng ta vừa mới chứng minh phía trên này. Thì em có thể chứng minh như thế này. Em có thể tham khảo thêm. Đó là em sẽ đi em chứng minh cho cái tam giác BM bằng tam giác CFM. Em nhìn trên hình này, BM bằng CFM. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn, cạnh BM, cạnh CM bằng nhau và góc B bằng góc C. Khi hai tam giác này bằng nhau thì em sẽ suy ra được BE bằng CF. Rồi, thế mà chúng ta thấy là cái đoạn AE này nó bằng AB trừ BE. Rồi đoạn AF bằng AC trừ đi CF. Chúng ta có AB bằng AC bởi vì tam giác cân. BE bằng CF vừa chứng minh phía trên thì từ đây em cũng suy ra được AE bằng AF. Rồi thì em có thể tham khảo thêm cách như vậy. Rồi, bây giờ thầy xóa cái lời giải phần B đi. Chúng ta chuẩn bị làm phần C. Phần C thì chứng minh cho EF song song BC. Để chứng minh cho hai cái cạnh đó song song với nhau thì chúng ta sẽ đi chứng minh cho hai góc này là hai góc đồng vị bằng nhau, đó là góc B bằng góc E1 này. Em mà ký hiệu cái số E1 vào trong hình các em đấy. Chúng ta sẽ dựa vào tính chất của tam giác cân. Đầu tiên em sẽ lý luận là ta có tam giác ABC. Tam giác này cân tại A. Vậy thì cái góc B là góc ở dưới đáy của tam giác cân. Theo như công thức chúng ta học nó bằng 180 độ trừ đi góc ở trên đỉnh, là góc ở A này. Như vậy chúng ta sẽ ghi là trừ đi góc B AC phần 2. Rồi bây giờ tương tự thì cái tam giác phía trên này, tam giác AEF cũng là tam giác cân tại A bởi vì chúng ta có EA bằng với FA, chúng ta chứng minh phần B. Ta lại có EA bằng FA theo phần B. Rồi từ đây em suy ra tam giác EAF, tam giác này cân tại A. À, khi tam giác cân thì em cũng áp dụng tương tự, chúng ta có góc ở đáy là góc E1 cũng bằng 180 độ trừ đi góc ở trên đỉnh, đó là góc E1.
AF chia 2. Rồi mà em thấy là cái góc BAC này và góc EAF thực ra hai góc này là một, nó là bằng nhau. Đấy, như vậy em thấy là góc B bằng 180 độ trừ góc BAC chia 2. Góc E1 bằng 180 độ trừ đi góc EAF chia 2, mà hai góc này bằng nhau. Thì từ đây em suy ra được góc B sẽ bằng góc E1. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị. Rồi từ đây em sẽ suy ra được EF song song BC, và đây chính là điều phải chứng minh.